đứa đó nó dặn xe. À, mã số 6 không? 6. Rồi mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi con cọp nha, cái này là của em gọi cọp nha cô chú. Cây này là đế sổ tự nhiên nha. Cái này em tả cho cô chú anh chị mình ha. Cây này là đế nó nằm trong chậu từ nhỏ, rồi người ta để xuống mô ha, xuống cái bồn gạch nha cô chú anh chị. Đó, cây này là em sở hữu đó, đế là không có cạo sữa cọng rễ nào hết trơn nha cô chú. Nè, đế tự nhiên nha. Đó, em quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Nó lọn nguyên gói đặt nha. Đây. Đó. Đặt kẹo luôn nha. Đó, đặt cứng ngắc luôn. Đó, đế là cọng rễ bự tự nhiên nha. Nói chung mấy cây này giá trị cao ha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ cái ha. Đó, bầu đất khủng nha, bầu nói chung là bầu đất nguyên 100% nha cô chú. Đế thì đế là không có cảo sữa gì nha. Đó. Cọng rễ là sổ thiên nhiên ha, nó có sao y gan vậy đó. Em bứng về em chỉ thâu bầu vô ha. Đường thăng là đường thăng trực lắc nha cô chú anh chị. Cây của dân chơi ha, ta bẻ nè. Đó. Đó, cây rất là khéo nha. Thì cành nhạo thoát thân thì có chút chiếu không? Đúng rồi, nó thoát thân là cây này là siêu bonsai đại nha. Đó. Cô chú anh chị mình xem rồi cảm nhận giúp em ha. Đúng rồi, mấy cây này cô chú xem cảm nhận giùm em ha. Đó. Rồi, em vô cái hoành thân. Đồ này là nói chung là đồ xịn nha cô chú. Thời buổi giờ mà kiếm được cây tứ quý như vậy thì nói chung là đếm trên đầu ngón tay nha cô chú anh chị. Chứ không còn mà nói 44 hoành nha cô chú. Một vị trí eo nhỏ nhất đây, em đo khỏi cắn nở gì hết trơn nha. Đó. Cây là thời điểm này mà kiếm được cây tứ quý gì thì thôi, nói chung là hơi bị hiếm nha. Chiều cao là 90. Đế sổ là 5 tấc nha cô chú, đế sổ xịn 5 tấc nha. Đó. Em đo cái cục lửn nhẹ đang cho cô chú mình hình dung cái cây ở ngoài nó được ba lớn nha. Cái củ đặc. Đó. Củ đặc nhẹ trên này 150 nha. À, đó. 150. Đó, là mới cái lửng nhẹ thôi. Bầu đế này 250 nha. Đó. Cho cô chú mình hình dung cái độ cây ở ngoài ha. Ở nhiều khi mình thấy cái cây ở trong hình quay nhiều khi nó không giữ mà ở ngoài nó rất là giữ nha. Đó. Cái này em bao cô chú anh chị mình lấy cái cây mà thọt qua được em cho cái cây ha. Đó. Nhà thọt ngay đây nha cô chú, để nhiều khi anh em bắt lỗi thọt ở dưới đồ này kia ha. Đó, em cho cô chú mình thọt. Đó. Nó đặt cứng ngắc luôn nha. Cây cành nhạo mà nó đều cây cành gì? Đúng rồi, cây này là nó nói chung là nó chuẩn, nói chung về độ chuẩn là cỡ 8 ha cô chú. Nói chung mà tứ kiều mừ thì nó quá ha. Ở ngoài đẹp dữ lắm nha cô chú. Rồi, cây tứ quý này quên đo đường kính bầu cho cô chú hình dung. Đường kính bầu hiện tại nó 90. Đó. Rồi cây tứ quý mã số 6 này em giao lưu đến quý cô chú anh chị gần xa ha. 52 triệu nha cô chú. Đồ này giờ nó thật trên thị trường đếm trên đầu ngón tay nha. Mấy cây này nói chung em cũng mua, em đua với nhau, em mua cái giá rất là cao ha. Cô chú thấy hợp nhãn thì liên hệ số điện thoại em. Còn hợp nhãn thì cô chú mình xem vui ha. Cây của em còn của em nha cô chú anh chị. Đó, mấy đồ này thì cô chú giờ hình dung ha. Cái giá thì nhiều khi cô chú thấy cái giá cao mà cái đếm trên đầu ngón tay ha, sở hữu được những cây này giờ cũng hơi bị hiếm nha. Đó, rất là đẹp nha cô chú. Em nói thật nè, cái cây em ôm nè cô chú. Hình dung ha. Khủng dữ lắm nha. Đó, đường kính bầu 90. Đó. Nồi đế 250 á. À, cô chú anh chị mình xem lại một vòng nữa cho em nhé cô chú anh chị. Đó, em quay một vòng nữa cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó. Củ lửng trên này. À, 100 nó đặt cứng ngắc luôn. Mình về mình trồng nghe phô diễn ngang đây đưa nguyên cái cục nạc này không ha. Là lợi là thấy biết xịn ha. Đó, đế nè, nó lọn lọn ở trong nè, không có nào mà chống được ha. Đã lắm nha cô chú. Cây này mua về nói chung cũng đua giá mua nha cô chú. Nói chung giá cây đắng lắm. Rồi, đổi cây. Và tiếp theo mã số 7. Rồi, cũng là hàng khủng nha. Tứ quý giờ hoành năm mấy 60 này giờ củ đế cỡ này thì thôi. Đó, củ đế như trái banh nha cô chú anh chị. Rồi, đi một vòng cho cô chú anh chị ha. Đặt cứng ngắc luôn nha. Đó, cái này là mặt cắt thẹo rễ nha. Mặt cắt thẹo rễ ha, người ta cũng như dân của dân chơi ha, người ta biết chơi, người ta cái này rễ treo người ta cắt nè, người ta lấy cái cọng rễ này nha cô chú anh chị. Đó. Đây. Đế nè, cọng rễ nè, hết biết rồi. Đó, rễ nào nè, cái này cũng mặt cắt rễ luôn, người ta cắt người ta lấy rễ nó, người ta đừng cho rễ treo ha. Đó, tuyệt vời nha cô chú. Nguyên là cái củ đặc luôn. Cái này là nguyên một khối đặc nha, cái này là nói gọn là nguyên một khối đặc. Đó. Nở hậu nhưng mà nở hậu gió cây đó, búp măng nha, này người ta kêu bằng búp măng. Chi cành có luôn quý cô chú. Đúng rồi. Chi cành lực luôn, cành một. Đó. Củ ha. Cái cây này nói chung là mua giờ mà tứ quý mà cỡ này giờ cũng hơi bị hiếm nha cô chú anh chị. Không phải em có mà để em nói là bị nói hiếm. Nói chung là cây giờ mà mua được hoành lớn ha, cây đẹp giờ cũng hơi khó nha. Chung giờ là đây em đo cái hoành ở trên này trước nha. Em đo cây này hai vị trí nha.
đây là 56. Rồi em đo xuống cắn cái rễ này, nó là nó cái mặt cắt rễ nha, em đo xuống đây 65. Nó đây là hai vị trí mà em tính hoành ở trên này là 56, hoành thân chuẩn trên này 56 đó. Rồi tới cái củ, cái củ là củ đặc thôi, em lòn dây vô trong này luôn đó. Em đo vậy để cho cô chú hình dung nha, cái củ đặc gì á là 90 nha cô chú đó, về lẫn gì ha là 90. Hiện tại cái bầu đế gì là nó 78 đó, bầu là 78. Chiều cao hiện tại cây này có chiều cao là nó được 82 chiều cao. Cây này cái cành một là 23, hiện tại nó giót đọt 17 đó, hoành 56 ở trên này ha, xuống đây là 65, củ đặt 90 ha, đường kính bầu 78 đó. Lùng lực sắc lớn nha cô chú anh chị. Rồi cây này em vô luôn là 39 triệu nha cô chú. Mã số số 7, 39 triệu. Cô chú anh chị mình đam mê sưu tầm tứ quý, liên hệ trực tiếp với số điện thoại anh Hiếu giúp em nha cô chú nha. Cây này đồ nói chung là giờ sưu tầm ha, giá mấy cây này nói chung là nhà vườn mà sưu tầm những cây này vô mình ghép vô mình cho thuê ha, rất là đẹp, giá rất cực kỳ hữu nghị nha cô chú. Rồi em đổi cây. Dạ, tiếp theo mã số 8. Rồi mã số 8 nha cô chú, một cây tứ quý cốt cành như sumo, trực quân tử. Đó. Cây này dốc ngọn còn xíu thôi. Đế thì đế vú sữa nha. Đó. Đế là đế móng rồng, vú sữa. Rất ngọn ha, cây này cũng có gì cũng dân chơi nha cô chú. Người ta nuôi lại thì cốt nè, hết biết rồi. Cô chú mình xem phần đế chút cho em ha, như cái mặt bàn đó cô chú. Như mặt bàn à, đúng rồi. Khủng khiếp nha. Đó. Nhưng mà nó lượn lắm, chứ nó không có bị đơ hết cô chú anh chị. Đúng rồi. Khủng nha, mấy cây này cô chú ở ngoài nhận cây khủng lắm nha cô chú. Nhìn cái cây ở ngoài thực tế ghê lắm. Đây có một cái cọng rễ chà bá nữa mà nó chia mấy cái móng ra nhìn rất là khéo ha. Thì kêu bằng như móng rồng đó, nó để vú sữa ha. Cốt thân thì hợp lý với cái phong tàn chút xíu luôn. Cốt cây này nó giót lên tới ngọn. Đóng nè, bật ha, đều bon luôn ha. Rồi em vô hoành thân cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Rồi 42 hoành nha cô chú, một vị trí một heo nhỏ nhất 42. Rồi cây này có chiều cao là 1m2. Cây này có cái đường kính bầu hiện tại là nó 90. Đó, tay cành ha, tay cành số 1 là 22 nha cô chú, nói chung 20-22 ha. Đây em đo cây số 2 kìa, số 2 cũng 22 luôn cô chú ơi. Tay cành này rất là lực nha, nó có cái đọt nè, nó giót lên tới đây em đo cái không biết 13 cô chú ơi. Đó, thăng năng mà giót cây ha cô chú. Cây này xưa đường vàng xương nhìn tê lắm nha cô chú. Mấy cây này giờ nhà vườn ha cô chú mình mua cái sắc lớn này ha, về mình ghép vô. Rồi cây mã số 8 này em giao lưu là giá 28 triệu nha cô chú. 28 triệu. Mã số 8. Đồ đẹp nha. Dạ rồi.